hậu trường bộ phim Cạn Dầu của đạo diễn Trần Nhật Phong, chúng tôi lại có dịp nói chuyện với ca sĩ Bích Thảo. Lâu lắm rồi mới gặp ca sĩ Bích Thảo. Dạ, Bích Thảo xin chào tất cả quý vị đang xem đài của Phố Bô Sa TV. Trong bộ phim này thì Bích Thảo giữ vai gì? Thì Bích Thảo diễn là vai là một người sư muội của chị Dạ Hoa. Thì cái vai của Thảo là một người đã từng làm nghề với bộ môn cải lương, nhưng mà sau khi qua Mỹ thì vì cái cải lương nó đã đi xuống và Thảo chuyển qua sang nghề kinh doanh. Và sự kinh doanh của Thảo thì thành đạt, và Thảo là cái người mà tài trợ cho cái show diễn của trong bộ phim này. Dạ, yeah. Thì cái vai của Thảo cũng là gần với vai chính, xuất hiện cũng hơi bị nhiều. Vai diễn của Bích Thảo, những điểm nào ấn tượng cũng như là những điểm nào là thử thách đối với lại Bích Thảo? Thử thách là khi mà Thảo thì thực sự là cuộc sống ở ngoài thì không coi như là trong phim này thì Thảo là một cái nhân vật tuy là không còn theo nghề nhưng mà lúc nào cũng là đam mê và hướng dẫn cho các em thế hệ sau để nối gót theo cái con đường nghệ thuật với bộ môn cải lương. Nhưng mà cái khó khăn nhất của Thảo là khi đóng vai một và bị có chồng, và chồng của Thảo là coi như là ăn nòng tù tí tí với thư ký của mình. Đó, thì trong cái cảnh đóng vai ghen thì với một cái nhân vật là một người bà chủ coi như là mình rất có quyền, nhưng mà khi mà mình đến với mình bị một cái tình huống như là bị chồng mình ngoại tình như vậy thì mình lại xử sự theo một cái cách phong cách của một người phụ nữ, theo như người ta thấy là phải đánh ghen rồi đánh đập này kia các thứ, nhưng mà mình cái nỗi đau nó nằm ở trong và khi nó bộc phát ra chỉ có một cái tát thôi. Đó, thì cái đó thì thực sự ra ở ngoài Thảo chưa bị bao giờ, nhưng mà khi vô phim thì cũng hơi bị khó, cho nên là phải ráng dùng cái gương mặt và dùng cái hành động và cái nội tâm để mà mình diễn như thật, như là người chồng của mình đang ngoại tình với một cô thư ký như vậy. Cho nên nhiều khi có những cái trailer quảng cáo của đạo diễn Trần Nhật Phong thì mọi người nhìn vô nó trời sao Thảo dữ quá, cái đó là Thảo có nhiều dữ là bộc hết luôn rồi đó. Bích Thảo nhận thấy là nội dung phim với lại đời thực có tương đồng với nhau trong tình trạng của nghệ thuật cải lương. Thực sự ra đây là bộ phim mà tác giả như đạo diễn Trần Nhật Phong viết rất là thực tế. Hiện tại bây giờ là bộ môn nghệ thuật cải lương đã đi xuống dốc, và chính vì thế mà đạo diễn Trần Nhật Phong như là tác giả của bộ phim Cạn Dầu này muốn viết rõ về cái hiện tình hình bộ môn nghệ thuật cải lương nó đã đi xuống và không còn khán giả để mà xem nữa. Chính vì thế tác giả đạo diễn Trần Nhật Phong muốn cho tất cả quý vị thấy rằng lý do tại sao đi xuống và nó như thế nào. Thì quý vị muốn biết rõ hơn nữa thì quý vị hãy đón chờ xem, phim cũng sắp ra mắt vào tháng 10. Bích Thảo muốn người xem tiếp nhận vai của Bích Thảo như thế nào? Nếu như Thảo đóng cái lúc mà Thảo phát hiện chồng mình không chung thủy và phát hiện chồng mình ăn nằm với một cô thư ký của mình, thì Thảo muốn khán giả cùng với mang cái tâm trạng như Thảo đang ghen và đang không ngờ là người chồng của mình phản bội mình như vậy, thì Thảo dù cho khán giả nói ồ sao cô này nhìn thấy dữ, nhưng mà cái đó là Thảo thành công. Nhân dịp gặp Bích Thảo ở đây cũng lâu lắm rồi, Bích Thảo cho một cái cập nhật về cái sinh hoạt văn nghệ của Bích Thảo suốt trong thời gian vừa qua. Thì trong thời gian vừa qua thì Thảo có vừa ra phát hành một cái album Chiều Tây Đô với ca sĩ Dương Bửu Trung, và cũng chạy show tất cả khắp nơi trên các tiểu bang của Mỹ, cũng như là đi sang châu Âu mới vừa qua, và cũng sang Canada sắp tới. Trong thời gian sắp tới thì Thảo 1 tháng 9 có mặt tại thành phố Toronto. Có những dự án nào trong tương lai như là dự án làm DVD hay là những cuộc lưu diễn ở khắp nơi kể cả Việt Nam? Việt Nam thì theo như dự tính thì Thảo tính 2014 cuối năm Thảo sẽ về Việt Nam làm một cái chương trình cho tiếp tục Câu Hát Tình Quê 2. Và dự tính là trong xong bộ phim này thì tác giả và đạo diễn Trần Nhật Phong lại tiếp tục thừa thắng xông lên, sẽ ra mắt cho tất cả quý vị khán giả tất cả khắp nơi bộ phim xã hội mà Thảo biết rằng là nội dung rất là hay. Thảo cũng mong rằng lần đầu tiên được đóng phim, mong tất cả quý vị ủng hộ cho tác giả đạo diễn Trần Nhật Phong cũng như là tất cả các em nghệ sĩ trong bộ phim, trong phim Cạn Dầu.
thì lại tiếp tục ủng hộ tiếp những cái phim tiếp theo của tác giả đạo diễn Trần Nhật Phong. Còn riêng với lại khán thính giả của Bích Thảo, của Bích Thảo thì sắp tới thì Thảo cũng đang chuẩn bị cùng với coi như là đây là một cái sự may mắn khi Thảo được làm việc với đạo diễn Trần Nhật Phong cũng như là nghệ sĩ Phượng Mai, thì Thảo được may mắn là sắp tới Thảo sẽ ra một cái DVD được quay hình do chính tác giả đạo diễn Trần Nhật Phong sẽ biên tập cho Thảo. Và cái DVD này thì nó gồm những bài hát về nhạc trữ tình quay tại nước Mỹ. Thảo mong rằng tất cả quý vị ủng hộ cho những cái CD và những cái DVD của Bích Thảo.